Hiện nay, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông lâm nghiệp được quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, một số tỉnh miền núi, do nhu cầu xây dựng nhà ở mà tình trạng san ủi, đổ đất đá trái phép diễn ra khá phổ biến. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Bắc Cạn. Đây là những bãi đổ thải dọc tỉnh lộ 258 đi huyện Ba Bể. Hàng nghìn mét khối đất đá đổ tràn lan xuống bờ suối. Khối lượng lớn đất đá đổ xuống ta luy âm, sau đó tràn xuống lòng suối gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ủy ban xã thành lập các đoàn để tuyên truyền đồng và nhắc nhở. Sau đó họ người dân này chưa vẫn tự ý vi phạm đã được ủy ban xã lập biên bản và sau đó làm các thủ tục và ra ban hành quyết định xử phạt vi phạm chính với mức 4 triệu đồng. Dọc tuyến quốc lộ 3 mới thuộc địa phận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, hàng loạt điểm san ủi đổ thải đất đá tràn lan xuống đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, quy mô san ủi đổ thải ngày càng lớn và chính quyền địa phương chưa có giải pháp ngăn chặn xử lý hữu hiệu. Cấp xã thì về cơ chế cũng như là lực lượng thì chúng tôi cũng rất là khó khăn để mà thực hiện được, thì cũng rất là mong các cấp có thẩm quyền như là huyện, tỉnh và các lực lượng chức năng như bên môi trường, cảnh sát môi trường và bên phòng tài nguyên môi trường huyện cũng sẽ tăng cường lực lượng giúp đỡ cho xã thì mới thực hiện được. Đối với lại tuyến Chợ Mới Thái Nguyên thì hiện nay là quy hoạch đường cao tốc. Cho nên cái phạm vi địa giới hành chính thì thu hồi thì hiện nay một số hộ có nhu cầu để họ làm nhà để tạo kế sinh nhai. Đấy. Và cái quản lý hành lang thì là do công ty 1.4. Hiện nay thì cái phối hợp giữa các đơn vị cũng chưa có cái thống nhất. Chính vì vậy mà đấy, chúng tôi làm việc để có cái thống nhất quản lý để trong cái bảo vệ cái hành lang cũng như quản lý đất đai ở trên toàn tuyến. Do nhu cầu về nhà ở tăng, tình trạng san ủi đất trái phép làm mặt bằng ngày càng phức tạp. Nhưng hiện nay chính quyền địa phương chủ yếu tuyên truyền vận động, việc xử phạt còn rất ít nên chưa đủ sức răn đe. Đáng lo ngại hơn, hầu hết các vụ san ủi đất trái phép đều thực hiện trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.